Úi rồi ôi. Hello tất cả mọi người nhé. Tối nay mình sẽ đi theo trai bạn kia để đi kiếm mấy con cá suối à. Bây giờ bắt đầu là hành trình đi xuống suối đây. Vừa đi bộ một quãng đường rất là dài rồi. Lan này. Cây đẹp chưa? Cây vối này. Eo ơi. Đồ đồ. Ôi con to này. Nó tỉnh bây giờ. Ồ. Cái gì? Cái gì kệ. Chưa làm được. Vẫn ở đấy đấy. Thế thế. Kìa, đó mà. Cầm bên dưới này. Không giật đâu mà sợ. Đây, nhặt cá đi. Để cá vào kia. Ui, có cả cua. Nhặt nhanh lên. Thành viên này chỉ có ăn là nhanh thôi. Ôi, có con gì đây? Cá gì đây? Đây gọi cá gì? Đây gọi cá diếc. Lại gỗ. Chịu. Đây, đằng sau đây này. Đây. Nhớ cẩn thận. Bóc từ trên xuống dưới để bóc ngược. Úi dồi. Bụi. Vứt thẳng xuống dưới kia kìa. Đây này. Cây này hơi bị được đấy các bạn ạ. Nan này đẹp đấy. Da màu vàng vàng chùm đẹp lắm. Ui giời. Đây này. Đâu? Còn không? Đâu bên trên đúng không? Một đống này này. Toàn trạch thôi. Đấy. Đấy, nhặt đi, tha hồ nhặt. Tập trung nhặt đi à. Con bé trong đây. Thử chim, thử chim. Thử chim, im im đừng thay đừng sờ vào để xem bên trong à. Có trứng không? Không, không có. Bỏ rồi, đây ra tổ rồi. Đâu, xem nào. Yêu ơi. Khá to thế. Bước này dừng đất đây. Mẹt được một cục đá. Thắng ơi, về hồ đi. Ôi, ôi. Thôi rồi, thôi. Xem nào. Xem. Hay chưa? Nhiều ghê nhỉ. Ui. Ở đây khúc dạng ánh sáng chớp lèm lèm. Ui. Có một con cá gì đây? Đẹp lắm. Ui à. Im 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 im. Cá gì đây? Biết. Cá bò à? Có những cái gốc cây. Quá đỉnh luôn. Đẹp thôi rồi luôn. Nhìn này, nó ngoằn ngoèo này. Đỉnh chưa? Quá đẹp luôn nhỉ? Mười điểm không có nhưng. Cá này về rắn giòn làm sướng lắm. Con cá gì xem nào. Đây gọi là cá gì? Cá diếc. Gì? Cá đần. Mày đần. Cá đần. Đây là cá bóng. Không, cá đá. Đây là cá đồng tiền. Cá đá. Lại bảo không đi. Đây, neo đây. Ừ. Đây là đầu tiên là cái neo, con neo to bằng này.
đây vừa còn nheo, đây là con cá mập. Cấm môi mà, cho cắn nó kìa mày. Gì đấy? Lươn à? Dứa đấy, dứa đấy. Hay đấy, vồ được con lươn. Ui xời ơi. Ui, vứt vào. Ui kìa, độc vọt ra mà. Ui, vứt. Sát sinh ấy. Mày. Ô. Đùa hay sao? Lưng cái này còn gì? Nhiều chưa các bạn? Lưng rồi đó. Thành quả này. Ốc tôi này mà thử theo khải. Tùy vào bướm này. Không hiểu cái nhà cũng là chồng. Con ấy đâu rồi? Hả? Con chạch lấu rồi, chạch trâu đó. Chuồn là. Ô, cá lóc à? Cá này không phải cá lóc đâu. Thế là con cá gì đây? Sao vây nó đỏ đỏ đẹp này? Cá này thì anh lấy về cho mèo. Ừ. Em ăn. Ô, con này làm cảnh đẹp mà. Nên nào? Đúng không? Chuối con đây. Lấy về đó. Đấy, màu đẹp nhỉ. Lấy về tỉnh Bắc Ninh nó có chết không? Không biết. Không chết không? Không chết đấy. Ừ. Chắc chết đấy. Không, không. Con này nó ở trên càn được một ngày mà. Ở 3-4 ngày mà. Ừ. Tiếp theo này, chút này bốc này. Wow. Áo quần. Tiếp theo à? Con cá nhiều. To ghê. Đấy. Ngon chưa? Mới sạch à? Đi một xíu rồi nhỉ. Em bảo về nhanh là nó không lên cái can này đi. Cứ hết biển rồi đó. Nè áo tôi này thế. Ồ, đi chung này. Đâu con chạy cháu đâu anh? Thế con ấy đâu? À. Mấy con lươn đâu hết rồi? Vọt ra ngoài hết rồi. Con này để cho thằng cá xem. Đây, chạy cháu đây. Chạy cháu chết gì? Con lươn con mà nè. Nhanh chết thế. Con này giờ hiếm lắm ấy. Ôi, hiếm. Quê em giờ không còn nữa này. Đến con chạch gai này. Đến mùa kia xem. Nhiều á. Tháng là thao mà. Tháng là thao mà. Nước mình được chắc mà. Ừ. Tháng có một cái con này sản mệt quá. Chúng ta chưa chưa mệt mệt. Nghèo đấy. Vẫn đeo hết đi. Lèo lên lèo cả lá này to. Con này to bằng này. Là tế bình thường ấy. Chip 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 chip. Ta bị thải tôi có ao thả được con này nữa không? Có ao. Có ao thả nuôi to hơn nữa. À. Ai. To mà con này to mà. Sợi gian cá bây giờ hả? Nhậm luôn à? Chén luôn à? Ừ. Úi xưa. Còn đấy. Thế bắt cả mấy con cua với một con cua với khi độc đất. Chữa kỳ kỳ. Cấp lấy bàn chải cọ anh. Đấy. Ngon đấy. Có giòn không cô? Chắc là không giòn đâu à. Chắc là không giòn đâu. Ngon đấy. Cháu làm cái gì nhỉ? Không, cháu không uống được. Mày đi cháu đâu? Chỉ ăn thôi. Ăn đi. Thì sao? Đây. Chủ chốt ơi, cô ăn đâu? Đây đây ăn. Ngon lắm ấy. Chuyên đâu rồi? Sao giờ vẫn còn điện thoại của ai này đây? Cái này điện thoại xin đấy, điện thoại đấy. Ừ, 3 sim cửa. Ừ. Điện thoại này kêu lém chó phát chết luôn nhỉ, dễ anh đạch. Đồng đá, đá với trước. Chuyên ơi, chuyên đâu rồi? Với sang ghế mà để mặc, bây giờ, sang ghế mà thấy cái đống nè. Chuyên bả. Chuyên bả. Hơn mua xong rồi chừng đám quả là cần tít mua mì. Bởi cái lên mặc chơi. Đây, ăn con cua chưa? Ăn con cua chưa? Con này ở đâu nè? Con là dùng kia đúng là nó ra một chất đấy. Mời cả nhà ăn nha. Em say mình uống này ăn nhá. Bây giờ cô ấy em hai em phải uống này bạn về nhau đách nằm cái lỗ người có cái nọ đấy cái lỗ của chùa cháu ngon đây cua nó bảo chưa sao không có hai bạn đi khi gặp nhau này rồi kiếm người nữa rồi mai buổi không có uống á. Một tôi cầm phối của trời đâu nhỉ? Nè, một cái thôi.
hơi loài. Cô sợ giấu chén ấy. Thôi à chú? Hai thằng niên không ngủ. Thế này bảo thế đây bảo. Uống với này chú Sáu đây. Cứ uống rồi. Thằng Sáu này uống cũng cả ngày á. Nếu mà uống nhưng mà uống say là ngủ luôn. Sáu bảo Sáu uống cả ngày. Nhiều say uống nhiều say vào một đánh bạc toàn thua hồ. Đấy không phải con này đây con chuyên đưa này. Không đấy. Con này con chuyên chuyên đấy. Con này ăn thì đau bụng đấy. Con này con là chuồn chuồn này. Ấu chuồn 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 á? Ừ. Chắc thế. Nó béo mà. Đắng lắm. Sao không phải? Con này ngon lắm ấy. Anh Sáu bắt kiểu gì cá đắng lắm. Làm gì đắng được. Thật. Bọn kia thấy đắng không? Có. Đắng mà. Chú Dung thấy đắng không? Đắng được con làm ruột ra đâu, con nhỏ con ruột ra đâu. Nhưng mà mấy cái con cho thằng chuyên nó bắt có đắng đâu. Tôi biết. Sáu bắt đắng thế. Đắng kìa. Chị đắng. Ơi. Đắng. Đắng ít. Ăn hết được. Đắng ăn gì à? Hay là đắng dã tật? Đắng ăn ít. Thật, đắng ăn ít. Ngon. Ăn nhiều. Chưa. Thế chứ chắc nào bấm chấm đấy. Đã quay đâu. Ồ. Cháu đi nước mắm. Chấm không? Mặn rồi, mặn rồi. Mặn rồi, không chấm nữa. Hình như là... cái chảo nó mặn từ đầu á. Đây. Ừ, cái con cá này bé mà đắng ghê nhỉ. Nhỏ vẫn đắng. Nhỏ đắng mà. Ở trên cái. Còn hơn đưa cha mình nữa. Nắm đây. Đi chơi. Đi chơi được. Làm thì lười nhưng mà gấp thì xoáy từ dưới đĩa xoáy lên. Chịu. Thôi trêu đấy ăn đi. Trêu thôi. Trêu ăn mạnh nào. Trêu ăn mạnh mày. Hay đi là chịu khóa nhất á hả? Rất là thích cái lẻ đó. Chết chắc. Chỉ là hai chín. Đúng rồi, có đích.